quá trời, hôm nay vô mấy bữa riết mướp giờ nó muốn tàn ráo luôn rồi. Mướp này kiểu như ra trái không đủ anh em mình ăn luôn nè. Không đủ luôn. Châu mỗi lần lên cái là thử lên thử tên. Có mà ác cái mướp nhỏ này nó mới ngon á chứ. Ừ. Nghe nói đâu qua đâu. Ông có nhà không? Mà máy điện đổ chuông không? Ờ còn Châu điện à, đổ chuông không? Đổ. Đổ chuông mà không bắt máy hả? Ừ lụm liền. Để em ra hấp cha quết liền. Quết con gì? Quết con gà. Tụ má bỏ mướp vô hút. Ừ. Quay giường mướp đi tấn tụ má bỏ đầu mình ấy. Mướp bữa không quay rồi mình quay hoài á. Giờ phải quay cái khác, bây giờ kiếm con gà quay chứ giờ đâu có quay cái mướp nữa. Vô lụm liền đi. Một cái rồ đẹp quá anh Châu. Ừ. Nó hứa cho tao lâu lắm rồi. Cái đó là trước Tết lần mà nó bắt. À là ở dưới ao bắt không được ha. Ừ. À trong dèo đúng không anh Châu? Ủa ở dưới hầm nó chích điện nãy đó. Cá là đẹp. Cá về nuôi kiển rồi thôi vậy. Giờ đi thăm rắn mà biết có rắn không nghe các bạn. Giờ có anh Năm liền anh đem lại con gà nè. Đủ quá giờ giờ giờ. Gà này ngon lắm à, đi hồi gà ấy nha. Gà nồi á. Có gà này về. Ờ về dọ 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 vịt đi. Đồ gô vịt gì? Đủ mẹ ăn vịt. Ôi chị giờ có gì được đâu chứ. Giờ đổi con gà nó lại ăn con vịt. Đổi vịt ăn đi con gà quá. Đổi vịt lắm dơ mà. Vịt sò cháo ngon. Đủ mẹ ăn vịt luôn con gà đó. Quê à. Vịt sò cháo ngon. Thằng bụ. Quê gà rồi. Gà nó mini quá. Bao nhiêu không cho không đủ. Gà nhỏ quá. Này giống như cái tờ mới lớn. Đủ quá bắt vịt đi. Luôn rồi đó anh Châu. Ủa vợt. Đó vợt.
không, không phải giỏi. Bạn chở đất nha các bạn. Giờ đi gửi thêm, đi thăm thêm em. Ủa đất này ở đâu mà em chở? À, một xe gì nay nhiêu? Dạ 350. Trời ơi đi ha. Dạ. Sao ở đen thù lù vậy? À là chín rồi hả? Chín rồi nè. Bởi hồi nãy trái mít kia nó còn xanh chành không thấy hả? Ừ. Nhưng mà nãy em thấy trái kia nó nở gai à. Chưa, trái kia nãy chưa có chín. Thơm hả? Trái thơm. Này là chín rồi ha. Thơm, nghe mùi thơm dữ rồi. Không có muối nữa ta. Có muối không? Có. Nó. Rồi. Này là mít túi nữ rồi. Có muối mà nó ít nhỏ. Này đây không ai rồi, thấy không? Chín quá rồi. Chín quá rồi. Dày quá không mày? Đâu quá, nè. À, nhưng nó dày à? À, nguyên khoanh tròn đổ ra nó bung ra ha. Anh phải bóp nó bung ra đã. Nó phải để vậy. Cái này em phải có chanh chứ không mấy là hổ đen thù lù đúng không? Đúng rồi, chanh hả, có mẻ. Thì em rửa chanh thôi, giờ mình có cần rửa lại không? Phải rửa chứ. Ủa này được có 1 con mà. 2 con, còn 2 con. Nó đó, bình trọng hả? Đó, đó, đó. À, đúng rồi, nó động 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 lên nè. Rửa rửa đây đụng mà. Rửa ít cái dây vừa ăn. Được rồi. Ít vừa ăn rồi. Ớt mà đổ chiên ra bỏ ớt, da vậy là, vậy, vậy là ngon rồi. Ở đồng ớt rồi bỏ da là hết ngon nước rồi. Nước thiên nhiên á. Rồi đem lên nãy. Rồi Tuấn ơi. Rồi ok. Này ớt đồng em các bạn. Đây của Mãi, Mãi Bắc. Nên anh em mình nói chung là đi thăm rắn, đặt rắn, đi thăm rắn về không có được con rắn nào có ráo đó. Về anh ếch, em mình có ếch sẵn. Rồi anh em mình ở đây cũng có chú Hai. Chú Hai là lớn, rồi có anh Châu nữa, anh Năm nữa. Anh em mình làm mồi sương sương. Nhậu cho bớt buồn các bạn hơn. Chứ này đi bắt không có được con gì hết á. Lấy cái ghế qua cái nào, bỏ cái bia xuống rồi về. Đó ghế lên vậy không bỏ cái thùng kìa. Nó, em ơi nó chảy tùm lum. Rồi, anh Năm với anh Châu đi. Rồi vô.
cùng với YouTuber cái đây. Không có vô Vĩnh Châu đi, em mới uống chú hai rồi. Quá rồi. Này nó tớ ke luôn á. Ngon quá. Ra nước mắt luôn chứ bây giờ đâu. Ngon quá tức rồi. Đẹp quá trời. Để cái chai nghe ông đó ghế lấy ghế ở đây rồi nó ai rót được rót liền. Vô chở hả? Mà xào lên đó chứ chở vậy. Nước chiên nước mắm à. Thành phố làm gì ra hả? Bữa nãy giờ nghe lạc xưởng chiên mắm tưởng đâu lạc xưởng, ai nghe lạc xưởng xanh. Cũng lạc xưởng mà anh này màu ngộ lắm, màu xanh. Giờ mướp non hề quá ha. Vậy đang mới ngon á. Ủa làm liền, điện mấy là chơi làm liền. Cũng đang làm nha mọi người, đừng mai cát nạn rồi. Điện lại chơi. Điện nó tiếng đâu anh Châu rủ là chơi có mà. Có mấy anh em nè ở Long An lên ấy Bà Mía. Ở thành thành phố Tân An. Ủa thành phố Bà Mía. Đi. Nãy có làm không vậy? Điện lại cái coi. Đó. Không lại đâu. Nay vậy? Làm rồi nào mới về? Nay kêu vậy. Nay kêu vậy. 3:30 vừa đúng á. Giờ là 3 giờ rồi. Chưa đâu, chưa 3 giờ mà. Trời ơi ngon quá tới rồi. Tưởng đâu sáng đi lấy cá về nay nghỉ chứ. Đó tao còn mày trồng bún là thầy luôn. Bún gì nữa? Thì cái đó mà mắm nghe em mắm rồi mắm cá cơm ra. Hả? Mắm. À, có hả? Như mình có mắm không? Chạy vô nhậu nè. Mắm nó mới vô luôn nè. Mắm đồng tâm mà. Chùa hả? Ừ. Mãi mà phải lấy mãi. Làm chưa? Mãi. Chơi. Cặp miếng mắm chùa mãi ù. Nhiều quan trọng có ai ăn không, mình lấy ra không ai ăn được mấy công. Ủa mắm chua ngon lắm, mắm lòng tông mình làm mà. Để coi em qua ảnh hỏi coi được chưa. Nay 10 bữa rồi còn ở bữa đi. Mở đi em chỗ nào. Ngon quá cái con. Ê quá. Dạ em thấy hình như có chai sạch sạch luôn anh Châu. Nó sạch ha đúng không? Nó sạch sạch. Sạch thì uống mau phê lắm không? Mau phê luôn. Anh đi bi nãy nay lên lợi rồi, lên nè. Tương gì? Lên đô hả? Lên nãy lên tiền hả? Ừ nãy 13 ngàn chai cho nhiêu. Mấy chai? 13, 10 chai. 10 chai. Có 10 chai hả? 150 chứ nhiêu hả? 150 chứ nhiêu. 12 chai. Không ăn nước đá nữa anh, nhiều khi tao tính không 12 chai. 12 chai đó. 12 chai chơi còn nữa. 12 chai còn gì nữa? À 12 chai hả? 150 12 chai phải rồi. Như mà mấy chú cháu mình nhiêu đây là đủ đô không? Đủ rồi đó. Đủ rồi chết luôn. Rửa. Còn uống kia là quất kết kết chắc đóng 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 không mà không có phê. Đúng rồi. Cái bia này nếu mà anh đúng mà uống ngon lắm luôn á. Mà ngon. Này ngon nè. Này nó kêu là bia tươi mà đúng không? Đã thử bia không? Ừ. Cái bia này dạ, người ta có ổng mà. Sáng không có với hơn. Sao giờ chưa là nửa lít. Còn mình này là 1 lít đúng. Uống nó ngon đúng. Thơm. Rồi con chú hay không? Nó gần 1 lít cái bộ. Ừ. Mà tính ra 1 lít luôn á. Cái này chơi 900 mà. Nè, nó lít chứ còn nữa. Đây 900 nè. Trời ơi, đụng máy nó chưa tan. Đậu phòng của nó cũng dữ lắm bụ, giỡn à. Trời ơi, đụng máy nó còn không hết mà không. Còn nó chưa tan, bởi ông già uống đó. Phê đỡ mặt nó ông sợ già đó. Uống đỡ mặt luôn. Ông già uống đỡ mặt luôn đấy. Đưa đưa bụng này. Nuôi 900 mà, rồi coi rồi, nó 900 mà. Cái bia này ở đâu sản xuất mày? Coi em coi thử ở đâu. Môn. 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 Tại bia nào cái nào rẻ hay mắc gì cũng phải coi cái chỗ sản xuất mà nên nhiều khi mình uống bậy bạ của Trung Quốc. Mà mấy thằng bên đó môn bển nó qua đây mà nó không biết bên bển có bán vụ này. Mà khu phố 5 phường Hiệp quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Ngon. Thì quận 12 thì không phải Hóc Môn. Độ còn 4.3. Cái chai kia rồi bơ nhiều 4 chấm hay gì à, chai bia cốt á. Tính ra nếu mà tính ra cái này bảy chứ nó có 3 chấm mà không được 4 chấm bia chai á. Tính ra cái nào uống nhiều khi nó không bệnh á. Ba bia xịn này cũng mà bia kia uống đi cầm giả. Còn này nó bỏ tẩy nhiều nó giả. Không phải nó giả bia mắc quá nó giả. Thì nó vô chai đâu ai biết còn này đến làm nhiều nó bán nhiều à. Vô đại chú Năm đại đi để ngồi nè. Vô đi Năm, vô đại đi. Anh Châu đưa cây đại vô anh Châu thử có ngon anh Châu. Ngon ok. Lạc xưởng xanh nè, lạc xưởng màu xanh đó. Bẻ làm phút lạc xưởng màu xanh. Cái này đó là ngoài. Ừ, ngon. Ngon. Cái gà nướng làm biết đâu ngon không? Một cửa thừa hay là bên ngã tư Mỹ Phú á. Không thì này anh Sáu làm cũng ngon nè. Ở này bữa nay thì gà này là mình mua bạn mấy bạn. Rồi này ếch thì ở nhà nè. Khóm thì cũng ở nhà trồng luôn. Đây là chú hai trồng, chú hai trồng khóm. Ừ, khóm nhà. Rồi mình giới thiệu nè, ớt nè. Ớt cũng ở nhà luôn, nhà trồng luôn. Muối ở nhà chú hai cũng làm luôn nha các bạn. Còn này rau sống thì của anh Sáu nhưng mà ở trong nhà đây cũng trồng được luôn.
Còn cái mặt xưởng xanh này thì ở nhà trồng luôn, hồi nãy mình có quay đầu clip rồi đó, mình cũng giới thiệu này của ở nhà trồng. Chuối nè, chuối. Chuối này thì của người ta, nãy mình đi cố gắng không có được. Còn nào đó mình cũng có xin cái chuối của người ta, mà mình xin nó không có ai thấy hết á. Nó nói đại vậy thôi. Gì anh chưa uống mà. Rồi thôi mình quay một khúc gì thôi cũng giới thiệu cho các bạn biết ha, giờ đặng mình ngưng để cho mấy anh mấy chú ngồi rai rai chút xíu rồi mình nghỉ. Rồi thôi bye bye các bạn nha. Thử ớt cho nó ngọt không nè, thử ớt đi. Ớt thì cũng 3 ngày răng.